Bây giờ là 5 giờ 30 sáng. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người combo bộ sản phẩm máy lội soi dàn lạnh, điều hòa ô tô cùng với bộ dung dịch. Các cụ ta xưa có câu quả đúng không sai anh em ạ, nhất dụng nhì nghề. Với sự phát triển của công nghệ khoa học ngày hôm nay trên tất cả các lĩnh vực thì lĩnh vực về bên sửa chữa của anh em chúng ta cũng không thể thiếu. Không có phải là em nói suông mà bởi hiện tại bên em cũng đang làm gara nên em hiểu được sự vất vả của anh em. Với sự hỗ trợ của thiết bị lội soi và vệ sinh dàn lạnh, ô tô có thể xử lý, vệ sinh các chi tiết bên trong mà không cần tháo dỡ và thời gian thực hiện cũng nhanh hơn. Nó tùy thuộc vào sự bẩn và sạch bên trong của dàn lạnh. Đặc điểm của máy là dễ dàng nhìn thấy các điều kiện bên trong, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng sử dụng. Đây là một dụng cụ chuyên nghiệp để làm sạch dàn lạnh và hệ thống kết hợp với chức năng súng phun 3,5 inch và màn hình LCD. Thiết kế nhỏ gọn, vừa tay cầm, có thể sử dụng dễ dàng, luồn lách, mọi khe. Với bộ sản phẩm cao cấp hơn, nó sẽ có chức năng quay video, chụp ảnh, ghi lại hình. Còn với bộ sản phẩm bên này nó cũng có thể lội soi được nhưng không có chức năng chụp ảnh và quay video. Với việc sử dụng giảm thiểu tối đa việc cọ sát và gây tránh móp méo các lan của dàn lạnh, dung dịch thì thân thiện với môi trường, tiết kiệm nước. Với hai bộ sản phẩm em vừa giới thiệu ở trên cho anh em thì như em đã nói ở trên, một bộ cao cấp và một bộ vừa tầm, nó đều có chức năng nội soi nhưng một bộ cao cấp của nó sẽ có quay video, chụp ảnh và ghi nhớ lại. Anh em có nhu cầu tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333. Mọi người có thể ghé qua kênh YouTube BMT Gara để xem bên đó đã có video hướng dẫn sử dụng trực tiếp làm trên xe. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.